từ. Cái này là chợ rau, chợ nông sản Phi Tôn đó bà con. Bữa nay cái đoàn kéo rau từ thiện này hùng hồn quá trời. Đi chặt chỗ người ta hết trơn nè. Đưa ra phía sau kìa, đưa ra phía sau luôn đi anh Chính. Mấy cái rau này thấy ra làm sao nè? Nắm đỡ. Chứ anh để đó một chút, anh để đồ nặng sao? Không, cho dưới đây đi. Trả lại đi. Không bỏ lại sao nè, đồ nặng nặng bỏ trước, đồ nặng để trước để sạch luôn cái bữa nay đội kéo rau từ thiện đông lắm rồi nha. Nhà máy dưới cũng lớn không? Lớn, 2 ngày luôn. 14, 15. Nhà máy rầm lớn. Ngày mai trời ơi, ngày mai tôi đi phát cả ngày luôn rồi. Tôi kẹt phát cơm 3 ngày liên tiếp đó. Mà phát đâu cũng 5-600 phần. Giờ nó đau rồi. Rồi có ghé nó rồi. Ngày mai á cho biết luôn. Là ngày mai tôi kêu mày làm đúng 12 giờ, 12 giờ rưỡi dọn đi. Ngày mai là có thể là người ta cũng cho nhiều. Đặng mày giảm ra, đặng mày thuốc men gầm luôn. 12 giờ mày nghỉ. Nó hỏi xin, nó nói tôi chừng nào có mướp để cho nó. Mướp đó không? Ờ. Đây cũng là một cái lòng chợ của chợ nông sản, bên kia một lòng chợ, bên đây lòng chợ, nhưng mà bên đây thì bà con ít hơn. Bữa nay có cái gì? Dì leo. Này cái gì? Dì leo luôn. Dưa leo, củ sắn, cái này ngò gai với rau muống. Anh này trưởng đoàn rau từ thiện rồi nha bà con. Ông trưởng đoàn rau từ thiện đó. Ông kia kìa, ông chín gấu quá trời. Đẩy với ban trị sự lên tiếp đẩy để lấy rau về dưới cúng ngày
ngày rằm ngày 14, 15 Vâng, chị Sự nằm ở xã nào? Ở cầu 16 mình đó. Cầu 16 hả? Ừ. Cầu 16. Sầu đâu? Sầu đâu? Sầu đâu bữa nay có giá không? Đó. Thuộc đúng. Tháng này là nhằm tháng rằm, nhằm tháng rằm lớn, thành thử ra cần đồ để nấu cúng kiến gì ở dưới bàn trị sự. Hơn trước nè. Ra đây cho đỡ đi. Toan từ 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 từ. Đấy ở trên đó chị. Nó thấy ăn con chuột mà nó còn thun nữa. Ngày rằm á. Ừ. Ở trước này nè. Chỗ nhà anh Diễm anh biết không? Diễm nào đó? Nhà đỏ đỏ sát ở đầu đường á. Ừ. Người ta có cho cơm từ thiện á. Mà cơm nó làm ngon lắm. Dạ dạ, phan phan. Đây cái chợ nông sản này là cái chợ nông sản lớn nhất khu vực á. Bán đủ thứ đồ hết đó, đồ dân địa phương ở đây đã trồng với có nhiều cái đồ nhập từ bên Châu Phú, Phú Tân gì đó ảnh qua nữa, rồi có Sài Gòn về nữa, ở Đà Lạt cũng có. Anh lại đẳng coi người ta kêu lấy cái gì á. Dạ dạ. Ở đây cái sạp này anh chỉ đây cho cũng nhiều. Mỗi lần ra đây là hay được hết. Chị bên đó thì ở đây thì chị ủng hộ về Thái Lan nặng về nấu kiểm đó. Rồi đi lại kia kìa. Qua bên kia đi đại ca. Cái nào ấy thì ấy nha, chứ đừng bóc nhầm cái đồ người ta bán mệt à. Chắc thuốc trong chắc ra nha. Rồi được rồi. Hết được không? Không. Còn nữa có kìa. Đồ mềm lên trên. Chắc có cà nữa. Cái này để ở đây đi. Cái này để ở đây này. Để ở đây. Ừ. Chắc đồ mềm lên trên. Ừ, đi. Ừ. Chưa gì. Chắc phải là cưới lên. Rồi. Ừ. Dỡ lên cho. Cho để bịch đi, như đi, lên đi, đi. Còn, đây nữa. Còn chiến nữa thôi. Chở chiến này về trước đi. Chắc vô trong đi. Rồi đi lại nữa.
đi. Ừ. Được chưa? Khóm này cũng từ thiện đó nha bà con. Giờ này mà 2-3 mối tới xin rồi nè, còn đồ cũng nhiều. Alo. Rồi rồi thì tôi để đây đó, rồi chừng nào lên cũng được thôi. Bữa nay trên 150 kg. Dưa leo, củ sắn, hũ hoa. Là cho mấy cái hũ hoa đi mà nè. Khoai lang, khoai mì, cà rốt, củ sắn đu đủ.